Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Philippines tràn đầy những cơ hội tốt đẹp trong tương lai. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau chuyến thăm chính thức tháng 11 năm 2022, đánh giá cao thành công của chuyến thăm, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Quốc hội và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng thống tiếp tục thúc đẩy hợp tác Quốc hội hai nước, mở ra các hợp tác mới kể cả về song phương và đa phương, thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác giữa lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện, đặc biệt là phối hợp tạo dựng khung khổ pháp luật cho các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đánh giá cao và nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, nghị viện hai nước trong tổng thể quan hệ hai nước, đồng thời cho rằng hợp tác nghị viện cũng là kênh hết sức ý nghĩa trong bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã ủng hộ và tham gia tích cực, đóng góp thiết thực vào thành công của hội nghị APPF 31 do Philippines đăng cai tổ chức, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác đa phương, đối thoại và tăng cường sự tin cậy giữa hai nước. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định Philippines luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, tin tưởng quan hệ Việt Nam-Philippines tràn đầy những cơ hội tốt đẹp trong tương lai.